Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm 14. An Lạc Hạnh. Văn Thù Bồ Tát thưa hỏi phương pháp đời vị lai trì kinh. Phật bảo thân, khẩu, ý, thệ nguyện, bốn hạnh an lạc. Ví như chuyển luân thánh vương lấy minh châu hiếm thấy trong búi tóc đem cho người. Giống như Phật không dễ dàng diễn nói kinh Pháp Hoa tối thắng trong các kinh. Thế Tôn, các vị Bồ Tát vừa phát nguyện rộng truyền Pháp Hoa kinh cho hậu thế. Vậy nên làm thế nào để truyền bá kinh này? Văn Thù, dù đạo đời qua lại, vẫn có cách tuyên truyền kinh này bất tức mạo hiểm hoạn nạn. Là cách gì vậy thưa Thế Tôn? Là thân, khẩu, ý, thể nguyện, bốn hạnh an lạc. Thứ nhất, thân an lạc. Chọn đối tượng để qua lại, không thân cận với người và sách vở ngoại đạo. Thứ hai, khẩu an lạc. Khi nói Pháp, tuyệt đối không phê bình những kinh điển khác, không nghị luận người bên cạnh đúng sai, không tán thán quá lời, chỉ đơn thuần tuyên nói Pháp chân chính trí huệ Phật. Thứ ba, ý an lạc. Tránh tranh luận, lòng từ bi vô hạn với chúng sanh, từ ái mà nói Pháp chân chính, tôn kính chư Phật như cha mẹ, Bồ Tát như thầy. Thứ tư, thệ nguyện an lạc. Thệ cứu vớt tất cả những người mê thức, dùng tâm từ bi linh mẫn dẫn dắt họ đến giác ngộ. Nếu thực hành đủ bốn hạnh này, không lo bị bất kỳ ai ngăn cản quấy rối, nên truyền bá kinh này không chướng ngại. Thực hiện được bốn hạnh này, chư thần sẽ đến nghe Pháp và ủng hộ, vì đây là kinh điển cao quý mà tất cả chư Phật bảo hộ. Văn Thù Bồ Tát, quốc vương ban thưởng cho tướng sĩ các loại phẩm vật, sẽ không ban cho châu báu trong búi tóc của mình. Ông biết vì sao không vậy? Vì bảo châu trong búi tóc là vật ban thưởng tôn quý nhất của quốc vương. Ta cũng giống như vị quốc vương ấy vậy, cuối cùng đem bảo châu cất giữ từ lâu trong búi tóc, ban thưởng cho người có đại công. Con hiểu rồi, Thế Tôn truyền cho tối thượng Phật Pháp, vậy chúng con là người may mắn bậc nhất. Chúng ta là người may mắn nhất. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.